À, xin chào các bạn hôm nay chúng ta đến với uh, câu thứ hai uh, nội dung hàm số trong cái đề thi vào lớp 10 khánh hòa năm 2020 ở câu 1 á là về căn và hạ, thì mình đã quay một cái video rồi mình sẽ để cái link video ở cuối cái video này đó là uh, một cái album về giải đề thi vào lớp 10 bạn vào bạn xem nha còn câu 2 này chuyên về hàm số để cho bạn bạn thấy cái cấu trúc đề thi vào lớp 10 á nó nó gần như tương tự nhau ở câu 1 là liên quan tới căn và hạ hoặc là căn và phương trình bậc hai câu 2 à, phương trình bậc hai đây là giải phương trình thôi nha chứ không phải về cái vấn đề à, liên quan tới tham số còn câu 2 là chuyên về hàm số và cái hàm số này thường hay đẩy tới một cái phương trình bậc hai bạn hiểu không đó cái cái mình mình làm nhiều đề rồi mình tự rút ra mình tự rút ra cho mình một cái cái nhận xét nha bạn à, mình phải để ý gì đó rồi thì đụng tới hàm số à, mình nhắc lại ở đây mình không chỉ giải bạn mà là mình phân tích cho bạn hiểu nữa Xong mới tìm ra hướng giải. Được chưa? Đụng tới hàm số, đụng tới hàm số. À mình ghi bên này đây, à, ghi bên này. Đụng tới hàm số đúng không? À, mình chia sẻ bạn một cái kinh nghiệm của mình, một cái nhận xét mình. Đụng tới hàm số, bạn hãy nghĩ tới hai cái kiểu, đó là tính đơn điệu, tính đơn điệu. Được chưa? Và sự tương giao. À, hàm số hay quay hay thường hay rất là xoay xoay quanh bởi ở hai cái kiểu này một là tính đơn điệu hai là sự tương giao sự tương giao á, thì bạn hay nghe tới tức là phương trình hoành độ giao điểm Được chưa? bạn hay nghe tới cái này fx bằng gx nha bạn à, fx bằng gx đó <laughs> rồi à, bạn muốn tìm hiểu kỹ về sự tương giao hay tính đơn á, bạn có thể gửi video, gửi mail cho mình mình sẽ gửi video cho bạn xem à, hiểu sâu hơn hiểu sâu bạn muốn hiểu sâu nha hiểu sâu thì bạn cần xem video của mình còn hiểu đơn giản thì thôi không cần à, hiểu đơn giản thì à, à, bạn đã có công thức rồi đúng không à, hiểu rồi còn bạn muốn hiểu sâu sâu quá à, à, hiểu ở mức cơ bản thì các bạn đã có rồi các bạn đã học rồi đúng không ở mức cơ bản thì các bạn đã được học rồi còn muốn hiểu sâu hơn thì mình có làm cái video chuyên sâu về lý thuyết mà có thể gửi mail cho mình nha rồi bây giờ à, hàm số thì tập trung vào hai yếu tố này bạn à, thì bây giờ mình sẽ phân tích cho bạn ở ý b bạn thấy nè giao điểm bây giờ nó liên quan tới sự tương giao cắt cắt cũng chính là sự tương giao nằm ở tại sao riêng ý b ý c đã nằm ở ý sự tương giao bạn bạn hình dung không còn ý a Ý ai là vẽ vẽ thì nó liên quan tới tính đơn điệu đúng không à, liên quan tới tính đơn điệu liên quan thế nào thì nay mình sẽ hướng dẫn bạn à, bạn vẽ không chỉ đơn giản á, là vẽ ra cái đồ thị đâu bạn à, không biết ở à, trong ba rem chấm thi của sở dục thì như thế nào tại vì mình không có dạy ở trường mà cũng không chấm thi nên mình không biết à, à, thì họ chỉ yêu cầu vẽ thôi hay là phải yêu cầu qua các bước nữa thì mình không biết thôi thì mình làm đầy đủ cho an toàn nha à, đầu tiên à, À, bạn cần phải tìm tập xác định b bằng r để cho bạn không thể thiếu tập xác định được bạn. bước thứ hai bạn xét tính đơn điệu à, xét tính đơn điệu đúng không là bạn thấy là parabol mình nhắc là kiến thức đúng không à, parabol y bằng ax bình thì nếu a dương là a âm đúng không a dương thì bạn có cái cái bảng biến thiên à, bảng biến thiên à, a dương thì cái đồ thị nhưng mà mình thích bảng biến thiên hơn bạn nghe À xuống lên đúng chứ bạn, xuống lên. À, a âm á, thì các bạn biến thiên lên xuống. Cái bạn biến thiên nó quan trọng lắm bạn. À, cái mình quan trọng thế nào thì bây giờ mình sẽ phân tích cho bạn luôn nha. Nhưng mà bây giờ tạm thời bạn nhớ kiến thức. đúng không? A dương, à, bạn biến thiên như vậy, a âm bảng biến thiên như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ bạn biến thiên. Được chưa? Thì bạn thấy trong cái bài này là a dương, đúng không? A dương. Vậy thì VA bút là bút đen đi. VA bằng 1/2 là dương đó các bạn vì em 1 phần 2 là dương nên ta có bạn biến thiên bạn biến thiên thứ nhất này x y xuống lên đó bạn vị trí này là không không này âm vô cùng và dư vô cùng đúng chưa à cái bạn biến thiên đó bạn cái bạn biến thiên đó, nó giúp cho bạn hai điều cái bạn biến thiên đó, nó giúp cho bạn nhìn thấy được tính đơn điệu của hàm số đơn điệu của hàm số và đồng thời giúp các bạn hình dung ra được hình dung được cái hình ảnh của đồ thị hình ảnh của đồ thị thì bạn thấy cái bạn biến thiên này á chúng ta có gì thứ nhất giúp chúng ta biết nè được chưa chúng ta có cái nhận xét nè hàm nghịch biến đúng bạn nghịch biến đây xuống là nghịch này trên cái khoảng từ âm vô cùng đến không và đồng biến trên cái khoảng từ không đến dư vô cùng đúng không bạn bạn nhìn vô hình đi lên là đồng xuống là nghịch rồi đúng không bạn hình dung không còn nó cho bạn hình dung hình ảnh của một đồ thị á thì bạn thấy bạn thấy cái hình ảnh của biến bản thiên thì bạn sẽ hình dung cái đồ thị nó như vậy dựa vào cái hình ảnh của bạn biến thiên dựa vào cái bạn biến thiên bạn có thể hình dung hình ảnh của đồ thị nó như vậy thì lát nữa khi bạn vẽ cái đồ thị hình ảnh của đồ thị nó phải gần gần với cái này bạn hình dung bây à nó chào bạn biết rồi Để, tiếp tục thì bạn nhìn vô các bạn thì bạn thấy gì cái vị trí thấp nhất đúng không à, cái trục đối xứng là gì bạn tất là mình sẽ làm đầy đủ hơn nha à, làm đầy đủ thực ra tới đây là được rồi nè tới đây là được rồi nè đó rồi à, bạn có thể vào chuyển qua à, vẽ rồi đó chuyển qua vẽ rồi đó à, bây giờ chúng ta chuyển qua vẽ được chưa chuyển qua vẽ nè vẽ đồ thị đó, bạn xét được tính cả điều. Vẽ đồ thị thì bạn nhớ có hai cái. Trước khi vẽ đồ thị bạn phải có cái bảng giá trị. Bảng giá trị. Là mấy điểm bạn? 5 điểm đúng không? X A. À đúng không? À bạn phải có bảng giá trị là X Y đi có 5 điểm đúng không? 0 0, 0 0. Rồi, bạn cho bên này là mấy? À bên này là bên này bạn cho hai cái dương đây là để bạn cho là 1 thì bên này là 1/2 bạn cho là hai thì ông này là mấy là hai bên này bạn cho trừ một trừ hai đúng không trừ hai thì ông này là 2. trừ một à, trừ một chứ xin lỗi bạn xin lỗi trừ một bên này là 1 phần hai bên này trừ hai bên này là hai rồi bạn mới vẽ ra được chưa bạn vẽ ra x y không đúng không à, không không là điểm thứ nhất nè một nè hai nè được chưa? Một ứng với bạn là y là 1 phần 2. Một đây. Hai đây. Một phần 2. Một cái điểm. Được chưa bạn? Hai cái điểm. Hai. Bạn đối xứng bên này qua không? Bạn lấy trừ 1 đây. Trừ 2 đây. Hai điểm nè. xong bạn lấy parabol bạn vẽ nha. Bạn thấy hình ảnh parabol. Y bằng 1 phần 2 is bình thấy không đó thì đây là một cái bài giải mình nghĩ đầy đủ nhất chứ không phải đơn giản là vẽ không phải cứ nói vẽ là bạn chỉ vẽ đâu mình thấy như vậy là không có đủ đâu nha à. nhưng mà tùy cái này là bạn nên xem cái cách riêng cái vấn đề câu a vẽ bạn nên học cách trình bày của giáo viên trên trường á tại giáo viên trường họ nắm được cái 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 cấu trúc uh, đầy đủ hơn ví dụ họ chỉ yêu cầu vẽ họ cho điểm vẽ thôi bạn làm cái này thì làm làm dư dư đúng thì không bị trừ điểm nha bạn không sao cả dư mà đúng thì không sao cả nha à, còn cá nhân mình thì mình do mình dạy tự do mình là gia sư nên mình chỉ thôi cố gắng làm đầy đủ nhất có thể à, mình thì phải tập xác định à, bạn biến thiên à, cho bạn cái bạn biến thiên này nó hay lắm bạn à, với như vậy đủ rồi nhưng mà mình dựa vào bạn biến thiên bạn có thể nhận xét thêm nè dựa vào bản biến thiên này bạn có thể thêm nè thêm là gì trục à, đối xứng trục đối xứng à, bạn. không không đúng không đúng không là o, nè bạn có thể vị trí thấp nhất là gì bạn cái vị trí thấp nhất là cái đỉnh thấp nhất là cái vị trí thấp nhất là vị trí thấp nhất nè đúng không đó là vị trí vậy không không đúng chưa đó, bạn nhìn cho bạn miễn thi bạn có thể thấy được những yếu tố các bạn bạn hình dung ra đó rồi ở ra giờ chúng ta sẽ chuyển qua ý b bạn chúng ta chuyển qua ý b rồi chúng ta chuyển qua ý b bạn thì b là gì với m bằng không đúng không hãy tìm tọa độ giao điểm của D và B bằng phương pháp đại số thì liên quan đến giao điểm liên quan đến cắt thì bạn nghĩ tới sự tương giao mà sự tương giao thì bạn hay hãy nghĩ tới là phương trình thành độ giao điểm của fx và g gx à, đúng không ạ à, của y bằng fx và y bằng gx thì đó là fx bằng gx được chưa à, câu b và câu c là liên quan đến tính sự tương giao bạn sự tương giao sự tương giao là cứ phương trình thành độ giao điểm đa số là vậy đa số là vậy bạn nên nhớ tất cả những gì mình nói mang tính chất là đa số nha bạn biết rồi không có tuyệt đối đúng không mọi thứ là tương đối đúng không kinh nghiệm mà mình chia sẻ với bạn những cái kinh nghiệm mình học được thì nó mang tính tương đối thôi được chưa thì bây giờ à, với m bằng không bạn thì rõ ràng bạn thấy với m bằng không à, với m bằng không thì bạn thấy cái cái d của bạn sẽ trở thành y bạn như vậy bạn sẽ có là phương trình hoành độ giao điểm mình viết tắt nhau giữa giữa đường parabol và d là gì là cho hai một phần hai x bình bạn x đúng không bạn À, bạn hãy cho giải này ra Bạn giải ra Bạn giải này ra à, Chuyển qua đúng không à, Giải ra nha Giải nhanh nha à, Như vậy bạn có là x bằng 2x bằng 0 Đúng không Chuyển qua x bằng 0 X bằng, bằng 2 đó bạn Như vậy với x bằng 0 á, Thì bạn thay cho bạn có y bằng vậy Y bằng 0 Bên này y bằng mấy y bằng 2 như vậy bạn có hai điểm hai giao điểm bạn giao điểm thứ nhất là không không và giao điểm thứ hai là hai hai được chưa như vậy là d và b cắt nhau tại mấy hai giao điểm bạn được chưa và kết luận vậy à, vậy tọa độ giao điểm của b là tọa độ giao điểm của d và b là à, b là không không điểm a không không mình đặt tên luôn và b là hai hai được chưa? ở đây là phương pháp đại số bạn, phương pháp đại số chứ không phải phương pháp hình học nha. <laughs> phương pháp hình học là bạn vẽ cái đồ thị ra, bạn vẽ cái đồ hai hai cái đồ thị ra, được chưa? À, bạn vẽ hai cái đồ thị ra. ví dụ như phương pháp hình học, bây giờ mình bổ sung đúng không? ví dụ như cái đề bài yêu cầu là phương pháp hình học đây, phương pháp hình học, phương pháp đồ thị á. thì hồi nãy bạn vẽ bạn vẽ cái đồ thị ra đúng không? x, à, y, hồi nãy là một 2 đúng không? Bên này trừ 1, trừ 2. Ở đây là 1 phần 2 và 2. 1 phần 2 nằm đây. Đúng chưa? 2 nằm đây. Mình, mình vẽ lại cái hình hồi nãy. Đúng không? Vẽ nhanh mà. Rồi. Mình nói lại. Đến điểm không không này nữa. Đúng chưa? Bây giờ bạn bạn muốn phương pháp hình học á, là bạn phải vẽ cái đường Y bằng X nữa. Đó bạn. Y bằng X thì bạn thấy là 1, 1. Y bằng X nằm đây. Đúng chưa? Y bằng X. À, không không 2 22 đúng không Y bằng X đây Đó Y bằng X Bạn vẽ Tất nhiên mình vẽ hơi xấu Tại vì mình vẽ bằng tay mà Thì bạn thấy Nhìn vô cái hình đó Bạn thấy hai vị trí cắt nhau là điểm A nằm đây Và điểm B nằm đây Được chưa Thì bạn thấy A là không, 0, 0, B là 22 Đó là phương pháp hình học bạn Được chưa Bạn vẽ đồ thị ra Bạn nhìn cái giao điểm Còn với đại số là bạn phải dùng phương trình hình độ giao điểm Nha Rồi Giờ chúng ta Qua ý C chúng ta qua IC ý, ừ. ý bạn cũng dính tới sự tương giao bạn cắt hay không cắt gì đụng với sự tương giao thì chúng ta sẽ lập phương trình hoành độ giáo giao điểm đúng không phương trình hoành độ giao điểm giữa d và b được bạn lúc này là gì bạn cho hai sao bằng nhau đúng không là x bình 1 phần hai x bình bằng x trừ m lúc này là x trừ m bạn tại vì ở đây là giải với mọi m à, giải với tham số m bất kỳ chưa biết đúng không phải tìm m để hai cái này cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì bạn đẩy ra bạn có phải là x bình trừ 2 m cộng 2 m bằng không không thành phương diện bậc 2 như vậy bạn à, mình đã nói rồi hàm số thường đẩy tới một cái phương diện bậc hai bạn nhớ không đó thì à, bạn yêu cầu bài toán gì d cắt b tại hai nghiệm phân biệt bạn à, để d cắt b mình ghi yêu cầu d cắt b họ yêu cầu bài toán đây cho nó ngắn gọn được chưa Vậy yêu cầu bài toán sẽ tương đương bạn yêu cầu bài toán sẽ tương đương bài toán quy về cái bài toán này là đó là uh, phương trình hai uh, sao uh, phương trình hai sao có hai nghiệm phân biệt Được cho bạn bạn nhớ không bây giờ muốn d cắt b tại hai điểm phân biệt thì phương trình hai sao phải có hai nghiệm phân biệt thì lúc này dẫn tới là delta phẩy delta delta xin lỗi bạn chỗ này bị sai nè. Uh, chỗ này là x đúng không À, nhiều khi mình giảng nhanh quá có sự sai sót. Trong đầu nghĩ là x viết thành m. bạn <laughs> Trong đầu thì nghĩ thành x mà viết thành m. Bạn nhân lên đúng không? hai nhân lên. À, trừ 2m cộng 2m rồi. Thì đến ta phải bạn. Đấy ta phải là trừ b phải bình. Trừ ac bằng 1 trừ 2m. M. À, dương. Như vậy dẫn tới là gì? Lúc này mình sẽ giải cho bạn cái chỗ tên này. Cái này nhiều bạn bị sai nè. Nhiều bạn bị giải sai. Thì bạn thấy rằng mình sẽ giải chi tiết nha. Trừ 2m lớn hơn trừ 1 Rồi cho bạn rồi bạn giải bằng cách gì bạn lấy bạn chia cho âm 2 đúng không bạn lấy trừ 1 chia cho âm 2 bạn để ý nè chỗ đây nè trừ 1 bạn chia cho âm 2 khi bạn chia cho số âm bạn phải đảo cái chiều này lại chia hoặc nhân cho số âm bạn phải đảo cái chiều lại bạn bạn hình dung không như vậy bạn có là m bé hơn 1 phần 2 đúng không dẫn tới là m bé hơn 1 phần phần 2 đây bạn. Điều kiện của bạn bạn. Đúng không? Bạn kết luận vậy à, bạn phải có câu kết luận nha. Bạn không kết luận là mất 025 á, mất không mất điểm á, mất nhiều không biết mất điểm á. Tại vì mở bài thân bài kết bài. Vậy m bé 12 là giá trị cần cần tiền Bạn hình dung được chưa? Đó nha. À, cái hàm số nó rất là quan trọng bạn. À, hàm số rất là quan trọng. À, đụng tới hàm số bạn biết rằng á gần như những cái đề thi nào cũng có liên quan đến hàm số <laughs> mà chiếm từ 2 đến hai điểm rưỡi nên bạn phải để ý đụng tới hàm số thường nó đụng tới hai cái kiểu toán là tính đơn điệu và sự tương giao à, rất nhiều dạng toán về hàm số nhưng mà bạn để ý đây những cái dạng đó thường quay về cái tính đơn điệu và sự tương giao nên bạn cần phải hiểu rõ cái lý thuyết và tính đơn điệu và sự tương giao nhưng bạn rồi à, bạn xem video gặp khó khăn gì bạn gửi qua mail cho mình nha Này, gửi qua mail cho mình còn bạn muốn xem nhiều hơn thì bạn có thể vào cái trang web của mình còn cái trang này á, là mình bán gạo lứt mật ong rừng nệ núi à, các loại hạt óc chó hạt mắc ca hạt bí xanh mông cổ à, bạn có thể mua ủng hộ mình à, vậy thôi à, bây giờ mình kết thúc video ở đây hẹn các bạn ở câu thứ ba nha các bạn câu thứ ba của đề thi này à, chào các bạn